Xin chào anh chị và các bạn đến với kênh của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản giàu cao cấp màu trắng. Thì trong video này thì em xin phép giới thiệu đến anh chị chính sách giá và cũng như là những mẫu xe sẵn giao của Santa Fe trong tháng 1 2023 để cho anh chị có thể lựa chọn một chiếc xe đi Tết, một chiếc xe đầy đủ công nghệ với thiết kế bên ngoài hiện đại, sang trọng cũng như là công nghệ động cơ hiện đại bậc nhất phân khúc. Thì về chính sách về giá thì hiện tại Santa Fe được giảm rất là nhiều tiền mặt từ chính sách từ nhà máy cũng như chính sách từ đại lý. Thì hiện tại tổng khuyến mại cho Santa Fe với giá miễn là 1.375.000.000 thì hiện tại Santa Fe được giảm khoảng gần 100.000.000 và được tặng những cái phụ kiện kèm theo xe như là phim kính nhiệt, chải sàn da, bọc vô lăng da. Và trong tháng 1 này thì khách hàng sẽ được tặng thêm một chiếc tivi 43 inch, thì đã có tín hiệu vệ tinh, chương trình được áp chuẩn dụng chuẩn bị cách 200 mét giao nhau với đường cho người đi bộ. Chương trình được áp dụng tới từ mùng 1 tháng 1 đến hết 31 tháng 1 anh chị ạ. Và giá lăn bánh tạm tính của Santa Fe tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc tỉnh thì nó rơi vào khoảng ngoài 1.4 tỷ một chút thôi, đã rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm mà giá xe đỉnh cao rồi. Những cái công nghệ nổi bật của Santa Fe anh chị có thể thấy thì đó là hệ thống nhớ ghế lái hai vị trí này, rồi hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cần số dạng nút bấm này. Chúng ta sẽ có các cái những công nghệ như là làm mát và sưởi ấm hàng ghế phía trước, rồi thì điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đó, trên phiên bản máy dầu này thì sẽ có các cái chế độ lái địa hình như là địa hình sa mạc, địa hình cát và địa hình tuyết, và bốn chế độ lái như là Eco, Sport, Normal và Comfort. Thì hệ thống giải trí của xe thì chúng ta sẽ có màn hình đa thông tin đó là 10.25 inch, rồi màn hình giải trí trung tâm cũng có kích thước 10.25 inch. Loa của xe được trang bị loa Harman Kardon 10 loa. Công nghệ về trên đầu xe chúng ta sẽ có là camera 360 độ này, rồi ta sẽ có công nghệ đèn hỗ trợ thông minh, khi mà gặp xe đối diện thì đèn pha sẽ tự động hạ. Trên chiếc gương này ta sẽ có cảnh báo đêm mù trên gương, camera 360 độ và lốp xe thì là lốp với kích thước đó là 19 inch và có những cái công nghệ như là cảm biến áp suất lốp, rồi những công nghệ phanh cơ bản. Cốp xe thì được trang bị đó là cốp điện có nhớ vị trí cốp và chống kẹt thông minh. Vâng, những cái màu xe sẵn giao của Hyundai Santa Fe máy dầu bên em đó là màu trắng, màu đỏ và màu đen. Thì những đó là những màu phù hợp và những cái màu phổ thông nhất khách hàng hay chọn. Thì anh chị có quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Thì em là xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Anh chị cho em một like, một đăng ký kênh và góp ý comment dưới phần bình luận. Và em xin lưu ý là chính sách giá thì sẽ thay đổi qua từng ngày. Cho nên anh chị có nhu cầu thì sẽ vui lòng liên hệ với số điện thoại trực tiếp với em thì em sẽ báo giá đúng thời điểm mà anh chị cần và báo giá cập nhật giá sớm nhất và mới nhất cho anh chị. Thì em cảm ơn anh chị.